Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 năm qua thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 10, việc đổi mới và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã được coi trọng. Nhờ vậy, hoạt động của các cấp ủy trong khối có chuyển biến tích cực, hiệu quả lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng được nâng lên. Tuy nhiên, báo cáo cũng thừa nhận, đến nay việc thực hiện nghị quyết vẫn còn nhiều hạn chế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng vẫn còn nhiều yếu kém. Đây là nguyên nhân của nhiều vụ việc sai phạm của cán bộ đảng viên trong khối thời gian qua. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa cho rằng kết quả thực hiện nghị quyết ở khối sẽ là những cơ sở giúp Trung ương đánh giá và tổng kết nghị quyết thời gian tới. Để khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện nghị quyết này, đồng chí Tô Huy Rứa lưu ý các cấp ủy trong khối cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, đẩy mạnh việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, thực hiện cải cách tiền lương, bởi đây vẫn là những điểm then chốt quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị theo tinh thần nghị quyết đã đề ra.